giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống của những cặp đôi đồng giới đình đám showbiz Việt. Quyết định kết hôn ở tuổi 19, Á Quân solo cùng Bolero 2018 Tú Trì và đạo diễn Yu Bin là cặp đôi đồng giới nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng. Cả hai vừa tổ chức đám cưới vào tháng 7 năm 2019 trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Bén duyên với đạo diễn Triệu View Yu Bin sau một lần tham gia casting, tình yêu của cặp đôi được xem là câu chuyện truyền cảm hứng đến các cặp đôi trong cộng đồng LGBT. Từng khiến nhiều người ngạc nhiên vì lựa chọn cuộc sống hôn nhân khi mới 19 tuổi, nữ ca sĩ vẫn rất tự tin với quyết định của mình. Sau kết hôn, cặp đôi này càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục ra mắt MV ca nhạc, tham gia diễn xuất, Tú Trì cũng sẽ đến gần hơn với khán giả trong những game show truyền hình. Từng là người mẫu đình đám của Vbiz, Hồ Vĩnh Khoa gây bất ngờ khi quyết định công khai kết hôn cùng với bạn trai, nam người mẫu quốc tế hoạt động chủ yếu tại Thái Lan. Cặp đôi có đám cưới lãng mạn được tổ chức tại Mỹ vào tháng 10 năm 2017 trước sự chứng kiến của gia đình. Sau khi kết hôn, Hồ Vĩnh Khoa đã rút khỏi showbiz Việt. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng nhau. Gần 2 năm về chung nhà, nam người mẫu và bạn trai vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. Tuy đã không còn hoạt động ở Việt Nam, Hồ Vĩnh Khoa vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả Việt. Mọi khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi đều nhận được những lời chúc phúc của công chúng. Biên đạo múa John Huy Trần và bạn trai Huỳnh Nhiệm là cặp đôi LGBT tiếp theo có được hạnh phúc viên mãn sau hôn nhân. Đám cưới cặp đôi tổ chức vào tháng 4 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt gây chú ý khi có mặt của đông đảo các nghệ sĩ Vbiz đến chúc mừng. Sau hơn một năm làm đám cưới, John Huy Trần và bạn trai rất thoải mái chia sẻ cuộc sống cá nhân. Với đặc thù công việc thường xuyên đi biểu diễn, công tác nước ngoài, John Huy Trần vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi du lịch cùng bạn trai. Tuy cả hai không làm chung ngành, nhưng vẫn rất cảm thông cho công việc của nhau. Nhiều lần chia sẻ về bạn đời, nam vũ công luôn xem Huỳnh Nhiệm là nguồn động lực để hoàn thiện và phát triển bản thân nhiều hơn. Là cặp đôi từng được công chúng ủng hộ nhiệt tình, MC Ngọc Trang và người yêu Linh Jay lại quyết định đường ai nấy đi sau 2 năm mặn nồng. Trước khi bắt đầu tình yêu với Linh Jay, nữ MC VTV đã có con trai riêng với cuộc hôn nhân đầu. Cặp đôi từng có khoảng thời gian sống chung, cùng nhau nuôi dạy con trai. Hiện tại cả hai vẫn xem nhau là bạn. Thậm chí gia đình Ngọc Trang còn xem Linh Jay là con nuôi vì tính cách hiền lành. Thời điểm đó, nữ MC cũng lên tiếng khẳng định mình là con gái đúng nghĩa và không phải đồng giới như mọi người đồn đoán. Hiện tại ngoài công việc MC, Ngọc Trang cũng phát triển về kinh doanh online. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ ảnh hai mẹ con bên nhau. Cuộc hôn nhân đồng giới giữa nhà thiết kế anh Dion Anh Tuấn và doanh nhân Sơn Đoàn tính đến thời điểm hiện tại đã được 4 năm. Đây được xem là cặp đôi có cuộc hôn nhân đồng giới hợp pháp đầu tiên của Việt Nam. Ngay khi luật pháp Mỹ công nhận hôn nhân đồng giới, cả hai đã quyết định đăng ký kết hôn tại Mỹ, dù trước đó đã tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và doanh nhân Việt Kiều có 3 năm tìm hiểu trước khi tiến đến hôn nhân. Cả hai từng chia sẻ vẫn ấp ủ ý định có con nhờ phương pháp mang thai hộ. Nhiều năm gắn bó, cặp đôi không chỉ vẫn giữ được lửa hôn nhân mà còn đồng hành cùng nhau trong công việc. Cả hai đều có chung sở thích đam mê du lịch, thường xuyên dành thời gian đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Đây cũng được xem là một trong những bí quyết hâm nóng tình cảm của cặp đôi này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.